À, xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Cô chú anh chị ơi, hôm nay chúng ta đến chợ tham quan chợ Bình Phú Xuân nha cô chú anh chị. Tôi cũng tình cờ tôi đi quay chùa thôi và đi ngang đây thấy có chợ thì tôi dừng lại, tôi xin ghi hình để gửi đến những thước phim này đến cô chú anh chị xa gần, định cư một nơi xa xôi hay là vì công việc mà không thể về thăm quê hương, thì xem những thước phim này thì tôi gửi đến cho cô chú anh chị xem. Và nếu có gì đó hay thì cô chú anh chị khen, mà nó có sơ sót cái điều gì thì cũng mong thông cảm bỏ qua cho tôi nha. Dạ đây, còn đây là toàn cảnh phía bên ngoài của khu vực chợ Bình Phú Xuân đây ạ. Và bên cạnh đó thì đây cũng có quán cà phê, có mấy chú cũng đang ngồi thư giãn bên ly cà phê. Nhưng có lẽ tôi đến đây cũng trưa rồi, trưa và trễ rồi cho nên là những ly cà phê cũng đã cạn rồi cô chú anh chị. Tôi đến trễ rồi thì tôi đến thôi, kệ có sao mình quay vậy. Mong cô chú anh chị xem cũng đừng có chê trách gì ha. Dạ. Cô sang năm xuống đây thì nó khác hơn nữa. Dạ sao chú? Cái này nó đang xây dựng là hết luôn. Dạ. Trang tay làm nhà lầu hết. Là đang đã đặt qua. Dạ. Thì con cũng cầu mong vậy đó, cầu mong cho bà con mình cũng làm ăn khấm khá lên rồi thì là cho nó. Dạ xinh đẹp khang trang hết. Dạ. Khó bỏ những cái gì mà lục sụp lệ sệ. Dạ. Nhưng tôi đến tham quan chợ nào và ghi hình chợ nào cũng vậy cô chú anh chị, bà con thì đều vui vẻ thân thiện à. Đây các chú ở đây cũng không ngoại lệ à. Rất là vui vẻ dễ thương nè. Thế thì chúng ta bước vào chợ nha. Khu vực ngoài này thì mình chỉ ghi hình sơ sơ vậy thôi. Đi vào chợ để chút xíu nữa trưa rồi cái bà con đi chợ về hết á. Rồi con cảm ơn các chú nha, con đi vào trong chợ chút xíu ha. Dạ. Bình Phú Xuân nha, chứ phải Phú nha. Trời, đó nãy giờ em nói Bình Phú Xuân không à. Thôi cũng được vậy. Đó, cũng được đi Phú. Phú cũng được đó, Bình Phú Xuân cũng được. Dạ. Dạ cô chú anh chị ơi, đây mấy chú đính chính lại là chợ Bình Phước Xuân. Dạ Bình Phước Xuân chứ không phải là Bình Phú Xuân nha cô chú anh chị, xin lỗi nãy tôi không phải là người dân ở đây cho nên là tôi không am hiểu. Chúng ta bước vào chợ nha cô chú anh chị. Đây là chợ Bình Phước Xuân. Tại vì ta cho mình chút tỷ đó. Ơn. Quay em bé nè, em bé theo mẹ đi chợ nè. Chào con. Chào lấy chị đi con. Chào. Lạ. Bye bye đi. Lạ. Còn lạ. Bye bye đi. Tân. Ủa dạ. Kìa quay hôm nay đưa gói cho mày Mỹ. Cho tụi con cấp cắp gì ai không cho nội đi giữ xài cháu hết cha ơi. Mỹ qua kia nó bỏ xe vô. Qua không đi với ở trong đi ăn ở chân nè, bỏ nó đâu qua. Dạ quay cho bà con ở xa người ta xem. Xem về trong gói gì đại. Dạ em làm YouTube. Mình YouTube hả? Dạ. Em gọi em quay em đăng lên TV á. Dạ. Chợ Bình Phước Xuân bà con mình cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng mà tôi đến đây trễ rồi cô chú anh chị cho nên bà con mình đi chợ sớm về hết rồi. Giờ chỉ còn thấy người bán thôi. Thì thôi kệ, mình đến trễ thì mình ghi hình trễ và có sao thì mình quay vậy nha cô chú anh chị. Ủa,
Đây cũng thêm một bé nữa theo mẹ đi chợ đi nè. Mũi đây Kiều ơi, mũi đây mũi con rồi con. Không có, còn nhà mũi trời ơi dãy đẹp quá cả nhà ơi. Phải đẹp quá, rất là đẹp luôn. À, để cho chị em phụ nữ mình dễ dàng lựa chọn nè. Trời ơi đẹp quá chừng. Bán giờ bán được không cô? Bán bữa nay ra vậy cô ơi. Dạ. Đồ ngon đó là đồ rẫy ngon hết sức luôn. À, mình tới đây trễ cho nên bà con đi chợ về hết rồi, chồng thấy người bán thôi. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Chợ Bình Phước Xuân. À, mình đến trễ cho nên là vắng quá cả nhà ơi, bà con đi chợ về hết rồi, chỉ còn người bán thôi. Dạ. À, phía trong nhà lồng mà tôi thấy cũng bán đồ ăn sáng nè. Thôi đi nữa nha cả nhà. Rồi hết chợ rồi cả nhà ơi, tới đây hết rồi, sẽ đi vòng lại vòng coi. Rồi, hết đường đi rồi. Hết đường đi rồi. Thôi đi đường này ra. Trời ơi, tàu hũ nè, đó hôm nay là ngày tương. Hôm nay là ngày tương ngon. Ủa này em đi chợ kia em quay em mua đồ nhiều rồi, thành ra không có ủng hộ chị được. Kể không sao chị, đồ tương mà thì lát nữa vậy. Mà chợ này mình bán tới chiều không chị hay lát dẹp rồi? Lát dẹp rồi. Dạ, tại chợ xã, chợ nhỏ mà. Thôi kệ, cố gắng hả chị ha, không sao đâu, chút xíu nên tao mua hết á. Thì em đi nha, em cảm ơn chị nha. Đó, cô chú anh chị cũng như tôi nói đó, tôi đến đây trễ rồi bởi vì tôi không biết là nơi này có chợ. Và tình cờ đi ngang thì tôi định đi quay chùa thôi. Hôm nay là rằm, tôi định đến chùa tôi quay phim để ghi hình lại cho cô chú anh chị xem. Mà tôi thấy ở đây có chợ thì tôi vào tôi quay, cũng quay để gửi đến cho cô chú anh chị xa gần mình xem để đỡ nhớ quê. Còn bây giờ thì đến trễ cho nên là và hơn nữa chợ cũng là chợ chợ nông thôn, vùng nông thôn miền Tây mình thì thường thường cũng vắng vẻ vậy, mà hơn nữa tôi đến trễ nữa cho nên là bà con đi chợ về hết rồi. Thôi có sao quay vậy, cũng mong cô chú anh chị xem cũng đừng có nói là tại sao chợ buồn vậy, cũng quay ha cô chú anh chị ha. Tôi mời cô chú anh chị cùng tôi đi tiếp nữa nè, xem khung cảnh chợ, bà con mình người mua người bán nè. Đây là những cái bánh tét truyền thống của Việt Nam mình không thể thiếu.
không thể thiếu trong những ngày lễ Tết trong gia đình mỗi người nè. Rồi đây là những hàng ăn. Dạ, đây là những hàng ăn nè. Cũng tuy là chợ nông thôn miền Tây mình nhỏ thôi nhưng cũng bán đủ thứ hết nè cô chú anh chị. Bán đậu phộng nấu nữa nè. Bán bịch đi. Ngon ghê không? Đủ thứ hết. Quay này gửi nước ngoài hả chị? Dạ em làm bên YouTube á chị, em đăng lên thì chị bấm lên chung một vòng tay nha. Dạ. Rồi em cũng còn một kênh Ấm Áp Miền Tây nữa, em hai kênh lận. Dạ. Nhưng mà tại vì là em nói như vậy nè. Đi có người nào hả? Dạ. Em đi có mình em à. Nào giờ em đi có mình à. Rồi em quay về, thí dụ em không đăng bên kênh này, em đăng bên kênh kia. Dạ. Có gì vô coi ủng hộ em nha. Người đẹp. Người theo dõi không? Thì của em thì được 90 mấy ngàn người đăng ký rồi. Cái kênh chung một vòng tay á, quên cái chung một vòng tay là của em là được 90 mấy ngàn người đăng ký rồi, còn cái bên Ấm Áp Miền Tây thì mới có mấy ngàn. 20 triệu không? Trời ơi trời. Thôi để chừng nào được rút bạc thì chừng đó tính, hay giờ chưa tính. Tại chị biết không, làm mấy năm rồi xong cái bỏ. 9 mấy ngàn là được 9 mấy ngàn, được 100 là được nút bạc ha. Được 100 là được nút bạc. Em ở đâu lận? 100 là nút bạc là tiền không á. Em ở đâu lận? Ở ngoài chợ mới á cô. Dạ bữa nay con đi qua chùa nè. Mà tại đi ngang rồi gặp chùa Phước Thành ha. Chùa Phước Thành bữa nay tính lại quay cá mà cá phóng sinh hết trơn rồi. Bữa nay con ta mua cá phóng sinh hết trơn. Phóng sinh hết trơn rồi, rồi giờ tính lại quay chùa đây nè, chùa Bà Vú. Chùa Bà Vú ha. Dạ. Rồi đi ngang rồi gặp mấy chú mà uống cà phê hỏi thăm mà đường đi lại chùa Bà Vú còn xa hơn, cái mấy chú mới nói vô đây quay chợ đây đi thì thấy con biết cái chợ nè chứ rồi nằm ở thuộc của trong đâu biết đâu. Dạ. Con không có mua, con mua con không biết dỗ à, con mua con không biết dỗ. Thôi người đẹp ơi, có gì coi ủng hộ em ha. Rồi Ấm Áp Miền Tây ha. Rồi Ấm Áp Miền Tây không, thôi chung một vòng tay nha. Cái nào quay về đời sống của chợ thôi là các chợ, đình, chùa, rồi khu du lịch, rồi cái kênh của em thập cẩm lắm. Dạ. Em quay, thí dụ em quay đường phố đi nè. Thí dụ em quay đường phố nè, em quay làm lộ trình đó. Thí dụ em lát nữa em về nha, em không quay chùa thì em làm từ lộ trình đây, em về tới cầu Mỹ Luông, thí dụ gì đó. Đó là cái bà con ở trong cái đoạn đường này thì người ta thấy, người ta xem ở nhà tôi đây này kia, người ta giờ muốn mình nhiều người theo dõi vô quay xài. Trời ơi, người ta kêu em đi quay vườn mắm cầu, vườn sầu riêng đâu mà chưa rảnh đi quay á. Vô quay vườn xài á. Quay đi phát từ thiện gì đi quay lắm á. Vô là đụng đầu không đó. Đi phát gạo từ thiện gì cũng đi lắm, nói chung là giống thập cẩm gì đó là cái bên kênh Ấm Áp Miền Tây á. Còn bên chung một vòng tay thì là mình cũng đứng đâu đi, chị đi nhiều người chứ. Không đi có mình à. Làm kênh độc lập thôi. Dạ có mình à. Dạ người đẹp mà. Không sao hết á, người đẹp thì lên hình hết á. Cái này em thì em nói em có hai kênh. Cái này không, chắc cũng có nước ngoài coi. Có nước ngoài. Nước nào coi cũng được, miễn có mạng có wifi là coi được hết á. Nước nào cũng coi hết rồi, nhiều khi người ta yêu cầu. Dạ. Ấm Áp Miền Tây phải mà có Thảo Địa Chợ Mới á. Thảo Địa Chợ Mới nó Ấm Áp Miền Tây với lại chung một vòng tay nữa cô. Hai kênh đó con đăng, không đăng bên này con sẽ đăng bên kia. Vậy đó cứ 7 giờ sáng là em có đăng. Chung một vòng tay với Ấm Áp Miền Tây. Đó, Ấm Áp Miền Tây. Bữa nay hình như em chiếu cái chợ, em chiếu lộ trình bến đò Rạch Dọc á. Gặp đâu cho bên đấy á. Mé bên kia bên Rạch Sâu. Năm Nga. Dạ thì em nói là em quay lên Rạch Dọc bên kia rồi em đi ra Long Xuyên là em quay cái lộ trình đó. Nhân rồi Mỹ Hội Đồng rồi bến á. Dạ đúng rồi. Rồi quay cắt lúa, rồi quay anh em giác lúa ngày mùa thu hoạch rồi đó. Ôi em cũng quay lum hết coi như là. Thời lượng nhiều không? Thời lượng của em có em quay 20 mấy phút. Em quay thời lượng em 20 mấy phút à. Tại vì nó dài quá coi cũng ngán đó chị. Dạ. Có cái cũng 10 mấy phút nó hơi kệ. Mình quay dài á thì là được quảng cáo nhiều, mà được hưởng cái tiền quay hồng đó nhiều. Mà em thì em cũng hơi kệ. Không có giới thiệu cô nãy mày quán rồi. Giới thiệu là quen trước rồi. Thấy cô dễ thương xinh hỏi mà không biết có đẹp không mà bịch chân với nó chắc. Dạ bình thường mà chứ không đẹp đâu. Dạ bình thường mà. Có ra đây. Người ta đẹp, người ta khoe đây nè, như người đẹp nè, đẹp là khoe nè. Còn như ở đây xấu là che lại nè. Không thấy tướng cô này đẹp thiệt chứ, mình sống bằng cái mặt chắc cũng đẹp lắm à. Trời ơi, con cảm ơn nha, đèn ơi. Đèn ơi thì có ai cũng muốn thấy mặt hết trơn á. Đi quay, yêu cầu thấy mặt rồi hỏi nhà, hỏi cửa, trời ơi thì khổ sức. Thôi cô chú anh chị, nãy giờ mình ghé, mình dừng chân lại ở khu vực
này rất là lâu. Dạ, bởi vì chị em bà con ở đây vui vẻ dễ thương quá cô chú anh chị, cho nên dừng lại nói chuyện cũng hơi lâu. Thì thôi chắc cũng tôi cũng hết chợ rồi cô chú anh chị. Cũng có lẽ là tôi sẽ xin tạm dừng video của mình ở đây. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi trên kênh Chung Một Vòng Tay. Dạ tôi xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau ạ. Xin chúc cả nhà mình, tất cả mọi người luôn an lành trong cuộc sống, thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.